Công chúa Thăng Hoa Nguyên tác Hán Văn Trần Thu Ngọc Đây là chuyện người thực, việc thực Xảy ra tại Triều Tống nước tôi Nhân vật chánh sau đó Đã chuyển thế tái sanh tại Đài Loan Mời bạn kiên dẫn xem Để hiểu thêm về báo ứng nhân quả Triều Tống có một nàng công chúa Tên Thăng Hoa Tính rất hiếu kỳ Tuổi vừa đôi chính Chưa kết hôn Xinh đẹp vô song Ngày nọ nàng ở tại cung điện chiêu hòa nghe phù vương và mẫu hậu nhắc đến tân khoa trạng nguyên mạnh đạt một thanh niên có tài văn chương thi phú hơn nữa còn chơi đàn rất giỏi sau đó hoàng đế mời tân khoa trạng nguyên nhập cung để đàn cho vương công quý tộc thưởng thức và ra lệnh triệu tập hoàng hậu quý phi công chúa các vương tử trong ba cung bảy mươi hai viện đồng đến dưỡng sinh điện uống rượu nghe nhạc vua ra lệnh cho mạnh đạt khẩy đàn mạnh đạt vừa đàn vừa hát lời ca trầm ấm du dương mọi người nghe đều cảm động cùng vỗ tay tán thưởng các quý phi và công chúa xôn xao bình phẩm về mạnh đạt riêng công chúa thăng hoa thấy mạnh đạt tài mạo song toàn phong độ thanh cao khôi ngô anh tuấn thì lòng rất ngưỡng mộ hôm nọ hoàng đế và hoàng hậu đang bàn hôn sự cho thăng hoa đúng lúc nàng đi tới hoàng đế liền nói con đến thật là đúng lúc chúng ta đang bàn về hôn sự của con con đã có ý trung nhân chưa công chúa thẹn thùng thưa dạ thưa phụ dương con chỉ mới vừa 18 tuổi hãy còn nhỏ lắm phụ dương cần gì phải vội vàng hoàng hậu đứng bên cạnh vội bảo 18 tuổi đâu còn nhỏ nhất gì hồi ta mười sáu tuổi đã vào trong cung hầu hoàng thượng tính đến nay đã hơn hai mươi năm <laughs> nam lớn cưới vợ gái lớn gả chồng nếu để lâu chỉ càng phát sinh rầu lo thêm tôi ngày sau con sẽ hối vì muộn màng đó công chúa bị hoàng hậu thúc ép đành nói hôm nay con thấy tân hoa trạng nguyên mạnh đạt tuổi trẻ tài cao rất có triển vọng xem ra cũng là bậc nhân tài chàng không những văn chương tuyệt luân lại đàn giỏi hát hay thật là đáng ngưỡng mộ hoàng đế và hoàng hậu thấy thăng hoa luôn biện khen mạnh đạt hiểu ngay là công chúa rất ưa chàng bèn âm thầm phái tể tướng làm mai xe duyên cho hai người hai ngày sau đúng lúc mạnh đạt có việc vào cung thăm tể tướng ông bèn hỏi Tân Khoa Trạng Nguyên tuổi trẻ tài cao, tính nết dung mạo được bất phạm, chẳng biết đã có dở hay chưa. Mạnh Đạt Thư Giáng sinh đã thành thân từ hơn 4 năm trước rồi. Tể tướng lắc đầu nói Tiếc quá, tiếc quá. Hôm nay thiên tử thấy người khôi ngô anh Tuấn, tài mạo hơn người, nên có ý muốn đem công chúa thăng qua gả cho người, chẳng biết ý người như thế nào. Mạnh Đạt vừa nghe qua, hồi hợp thư ý ngài nói là bề hạ muốn chọn tôi làm phò mã à đúng vậy ông trạng ơi ông hãy suy nghĩ cân nhắc thử coi nếu mà ông cưới công chúa và trở thành phò mã thì cả đời thao hưởng vinh hoa phú quý sống cả đời cũng không hết nữa ông trạng ạ à. mạnh đạt liền nghĩ tới gia cảnh nghèo nàn của mình ngay cả cái chuyện cơm ngày ba bữa cũng là mối lo lớn cả đến món tiền lên kinh ứng thí cũng do vợ chàng cắt tóc bán đi mới có được. Nếu như phải quay lại sống cảnh cơ hàng khổ sở như xưa, chàng thật sự không muốn chút nào. Huống chi, công chúa Thăng Hoa dung nhan thập vần kiều diễm, có được cơ hội vinh long tựa phụng như thế này, thì ai lại không muốn chi chứ? Thế là, chàng đồng ý. Không bao lâu, đám cưới mạnh đạt và công chúa diễn ra linh đình. Đêm tân hôn, Giây phút mạnh đạt dở khăn tương đương ra, nhìn thấy công chúa xinh đẹp mỹ lệ, còn vẻ miệng cười duyên với chàng, mạnh đạt vô cùng đắc ý. Vì vừa đổ tân khoa trạng nguyên đã được tuyển gây làm phò mã, thật là, mười năm hàng vi không ai ngó, vừa mới thành danh được quý ngay Mạnh Đạt đi thi một lần đó, đến nay đã ba năm không quay về. Chàng hoàn toàn quên hẳn quê nhà có một người vợ cũ mòn mỏi gống trông nàng đã hy sinh Các phăng mái tóc đẹp bán cho chàng đi thi thật là con người bạc tình phù dĩa. có mới quên cũ hôm nọ mỹ loan vợ cũ của mạnh đạt nghe đồn là mạnh đạt hiện giờ đang làm quan nàng vui mừng khôn xiết vội đi vay hàng sớm hai lạng bạc để lên kinh đoàn tụ cùng chồng trên đường vĩ loan đã nếm đủ mùi gian nan vất vả cuối cùng cũng đến được kinh thành nhưng đến đây nàng nhận được tin trời giáng mạnh đạt giờ đã làm phò mã đang sống hạnh phúc với công chúa thăng hoa lòng nàng càng bi ai khi nghĩ đến cảnh mình bơ vơ ở chốn kinh thành chung quanh không có ai thân thích bị chồng phụ tình say duyên mới nàng đau khổ muốn khóc nhưng nước mắt không trào ra được sau đó, nàng nghĩ, đã đến kinh thành, mai rủi gì cũng phải đánh liều, thử đến gặp chồng xem sao. Nàng hỏi thăm và biết dinh thự phò mã ở phía Tây ngoài thành, bèn đi thẳng đến đó. Nhằm lúc Mạnh Đạt đi vắng, nàng phải tới lui ngót ba lần mới tìm được Mạnh Đạt. Mạnh Đạt vừa nhìn thấy nàng, tỏ vẻ hết sức căng thẳng, vội sắp xếp cho nàng ở nhờ một nhà dân gần đấy. Từ đó, Mạnh Đạt thường giấu thăng hoa Lén đến thăm vợ cũ Ba tháng sau Mỹ Loan mang thai Việc này không bao lâu cũng đồn đến tay công chúa Thăng hoa đùng đùng nổi giận Nhưng chẳng biết sự trí ra sao Nàng đành đem việc này Bàn với tỷ nữ thân tính là A Kiều A Kiều bảo Phải lập tức ban tử ngay cho vợ cũ Mạnh Đạt Để tránh đêm dài lắm mộng Công chúa nghe bàn cảm thấy có lý, lập tức lệnh cho A Kiều đi tìm Bỉ Loan. A Kiều vội đi tìm thư đồng tâm phúc của Mạnh Đạt, hỏi thăm tông tích vợ trước của chàng. Mới đầu, thư đồng chẳng chịu nói. A Kiều liền tặng cho y 10 lạng bạc. Thế là thư đồng tối mắt, liền khai ra. Vợ trước Mạnh Đạt đang ngồi tại nhà Trương Tam, ở phía đông ngoại thành, cách đây không xa, tôi biết mà. A Kiều môi được tin này rất hài lòng, hí hững, quay về tấu trình cho công chúa hay. Công chúa liền lệnh cho A Kiều, đi mời Mỹ Loan tới. Mỹ Loan đáng thương trước đây, sống tại làng quê cùng chồng, từng đếm qua tháng ngày hàng vi gian khổ, nhưng vợ chồng họ rất kháng khích yêu thương, vì mạnh đạt học cao, có tài, lại đàn giỏi, hát hay, nên dân làng hết sức mến mộ họ. Sau đó, vì Mạnh Đạt muốn thực hiện hoài bảo lý tưởng bình, bèn nên kinh ứng thí. Vừa thi, chàng đã đậu trạng nguyên. Nhưng bất hạnh thay, chàng lại lọt vào mắt xanh công chúa, được tuyển làm phò mã. Một lần đi thi, ba năm bạc tinh. Do vậy mà, Vĩ Loan phải lặng lội ngàn dặm tìm chồng. Sau khi Mạnh Đạt, đã sắp nạn ngủ tại nhà người bạn thân họ Trương. Ngày nào chàng cũng đến thăm bỉ loan bỉ loan mang thai mạnh đạt trong lòng rất vui thầm nghĩ chẳng mấy chốc nữa mình sẽ được làm cha chàng hướng hở đem chuyện này báo cho các bạn thân hay nào ngờ do sự tình không giữ được bí mật chuyện bị đồn lan đến tai thăng hoa nàng nổi thịnh độ và lệnh cho tiền nữ tâm phúc đi tìm bỉ loan tính sổ a à kiều đến chỗ mỹ loan đúng lúc họ trương đi vắng chỉ có mỹ loan ở nhà nhìn thấy mỹ loan duyên dáng khả ái trắng da dài tóc tay chân bước rượt trông rất nhàn nhã ung dung a kiều thầm nghĩ đúng là bầu dạng của kẻ được sủng ái tưng tiêu đây ả à, xinh đẹp như vậy hèn chi mà phòng mã mê mệt không thể nào quên được vợ yêu a kiều tức tối lắm nhưng cố vờ như không biết chuyện gì giả bộ nói xin hỏi mỹ loan có ở nhà không mỹ loan ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình là một cô gái mặc y phục sang trọng nhất định không phải là con nhà dân giả nhưng vì sao lại tìm mình Trùy thắc mắc song nàng vẫn đáp tôi là mỹ loan cô là ai tìm tôi có chuyện gì tôi là tỳ nữ của công chúa thông qua công chúa phái tôi đến mời cô vào hưởng dinh hoa phú quý cô hãy mau đi cùng tôi để đến chỗ phò mã không nên ngủ lâu ở cái chỗ nghèo hèn này Bị Loan nghe nói vô cùng bừng rỡ, vô cùng với A Kiều lên xe ngựa, đi thẳng đến chỗ công chúa. Công chúa thấy Bị Loan tới, trong lòng rất mừng, thầm nghĩ, à ah, ha, con Mỹ Loan đáng ghét này, để coi mình sẽ trị tội nó nè. Phần Mỹ Loan được đến dinh phò mã, thì thập phần sung sướng. Dinh phò mã rộng rãi, tráng lệ nguy nga, nàng thấy công chúa Thăng Hoa ngồi tiếp trên cao, Hai bên tỳ nữ đứng xếp hàng dài. Các gia nhân công chúa đang bận rộn vào ra. Công chúa tuy xinh đẹp vô song, nhưng nàng đang ghen, nên trông rất dữ, và hết sức oai vệ, khiến cho Mỹ Loan thầm sợ hãi. Một cảm giác không lành chợt nổi lên trong lòng nàng. Thăng Hoa hỏi Mỹ Lan, Ngươi là Mỹ Loan, người mà mạnh đạt cưới ở dưới quê đó hả? Nhưng nữ chính là Mỹ Loan, người phối ngẫu của Mạnh Đạt. Nhưng vì chàng lên kinh lâu quá không về, nên tôi phải lên kinh tìm để cùng nhau xung họp. Kính mong công chúa ban ân tác thành nguyện vọng của dân nữ. Công chúa vừa nghe qua, nổi trận lôi đình, vừa đập bàn truyền lệnh. Trong đây có ba trăm lạng bạc, để cho ngươi đi về quê. Từ rày trở đi, mi phải ân đoạn nghĩa tuyệt với Mạnh Đạt. Cấm không cho mi tới lui cùng hắn nữa. Tôi không cần vàng bạc, tôi chỉ cần chồng tôi mà thôi. công chúa thấy dùng tiền bạc chẳng có hiệu quả, nàng gẫm dĩ. giờ chỉ còn nước giết mỹ loan để giết trừ hậu hoạn như a kiều đã bày, bèn quá. con tiện nhân đáng ghét kia, rượu mừng không uống, mi lại muốn uống rượu phạt hả? ta có lòng tốt ban cho ngươi tiền, ngươi lại không thèm lấy, thật là khiến cho ta tức chết. được lắm, được lắm, quân đâu? Dạ Hãy lôi con tiện tỳ lớn mật này Đem đi giết quách cho ta Tuấn lệnh Mỹ Loan thấy công chúa cư xử như thế Thì quá tức Nên buộc miệng mắng Thăng qua Mi thật là khả ố Đã giật chồng ta còn muốn giết ta để diệt khẩu Ta cho dù của thành quỷ dữ Cũng quyết tìm ngươi mà báo thù Nhưng gia đình công chúa Không đợi Mỹ Lan nói dứt câu Đã kéo nàng đi hạ sát Rồi tiện tay trôn thay nơi đồng cỏ ngoài thành sau đó không lâu, lúc công chúa ra ngoài tản bộ, tình cờ nghe hai tỷ nữ thầm thì to nhỏ về chuyện nàng giết tình địch. Công chúa rất phiền bực, không biết làm sao cho êm chuyện. Lúc đó, nhũ mẫu nàng ở cạnh bên liền hiến kế. Công đương à, sao không đem toàn bộ nô tỳ biết hết chuyện hôm nay giết hết đi, để tránh ngày sau phò má hay được, sẽ rạng dở hạnh phúc vợ chồng đó. Công chúa nghe nhũ mẫu nó có lý, bèn truyền lệnh gọi mười mấy nữ tỳ tới, âm thầm ban án tử cho tất cả. Trong đây có nữ tỳ là A Nga, chị ruột của A Dân, hai chị em họ đồng làm nữ tỳ trong cung công chúa, do tỷ muội tình thâm. A Dân nghe hôn tên công chúa muốn giết chị mình, ngồi chạy đến trước công chúa, xin tha tội cho A Nga. A Dân quỳ xuống trước công chúa, vừa khóc vừa nói con gái công chúa con xin người xin người hãy mở lòng từ đi giết chị con con nguyện cả đời làm trâu làm ngựa con cưới xin công chúa đừng giết chị con con xin người tâm tư của thăng hoa đang rất bực bội nên không đếm xỉa gì tới lời thỉnh cầu của a Dương, nàng vứt tay ra hiệu cho cô thối lui nào dè bên cạnh công chúa còn có một cái bàn giỏ bình hoa trên tay ngay lúc đó bị tay nàng phẩy trúng rơi xuống và đập mạnh vào đầu a dân chỉ thấy a dân thét lên một tiếng thảm thương máu tuôn đầy mặt công chúa nhìn thấy khả kinh vội kêu đại phu tới Dìu a dân đi chữa trị nhưng máu chảy nhiều quá mấy ngày sau thì a dân chết phòng mã mạnh đạt đáng thương từ đầu tới cuối không hề biết các hành vi tàn nhẫn của công chúa thăng hoa kiều diễm nàng đã khéo léo che đậy bưng bít mọi chuyện. Mười mấy năm sau, công chúa Thăng Hoa chết, Mạnh Đạt cũng tiếp nối Mạng Vân. Cùng chuyển thế đầu thai tại Đài Loan Năm Dân Quốc 38, năm 1949, Phòng Mã Mạnh Đạt đầu thai vào gia đình họ Ngu ở Đài Nam, tên là Dân Hùng. Lên năm sáu tuổi, thì Dân Hùng học đàn Vô Long, bởi vì kiếp trước vốn có sẵn tài đánh đàn cho nên đời này năng khiếu ấy còn tiềm ẩn nhạc sư chỉ cần dạy một thì dân hùng hiểu mười thêm nữa tiếng đàn của dân hùng hay vượt xa thầy âm thanh vô cùng mỹ diệu thật trùng hợp thang hoa lúc này cũng chuyển thế đầu thai vào một gia đình làm nông ở cao hùng tên là bỉ lệ thời gian qua rất nhanh chớp mắt đã hai mươi mấy năm, Mỹ Lệ đã khôn lớn và trở thành một cô gái thông minh khả ái. Còn Dân Hùng trong kiếp hiện tại này, học nhạc được mười mấy năm thì suốt ngoại du học. Chàng sang Âu Châu, bái danh sư học đàm Pio Long. Sau khi thành tài về nước, nổi tiếng là một danh cầm. Không bao lâu thì chàng được thân hữu giới thiệu quen biết Mỹ Lệ, đôi bên giao lưu suốt hai năm họ cảm thấy rất tâm đầu ý hợp tình cảm phát sinh ngày càng thân thiết thế là họ cưới nhau và dời đến đài bắc cư ngụ mái ấm của mỹ lệ và dân hùng cũng giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác mấy năm sau mỹ lệ quen biết nhiều bạn tốt được hướng dẫn quý y tam bảo nàng trở thành một đệ tử thuần thành của phật giáo suốt ngày giữ khẩu đức ăn chay hơn nữa nàng rất hay đến chùa tạo phúc cúng dường sau khi hiểu sâu pháp phật mỹ lệ luôn khuyên lơn chồng mong chàng có thể quy y tam bảo nhưng dân hùng không nghe lời nàng khuyên hàng ngày đắm chìm trong ngũ dục mỹ lệ cảm thấy rất khổ tâm nàng thường ở trước phật đường niệm phật cầu bồ tát hiển linh thức tỉnh chồng mình ngày nọ bạn bè của dân hùng tặng cho chàng một con cua bự dân hùng rất thích thầm nghĩ tối nay sẽ có được một bữa ăn ngon. Mỹ Lệ thấy vậy, thầm than khổ, nàng thừa biết tính khí của chồng. Con cua bự này, tối nay nhất định sẽ nằm gọn trong bụng chàng. Thế là, nàng âm thầm, cầu Bồ Tát quan Thế Âm, cứu lấy con cua. Ba ngày trôi qua rất nhanh, bốn đêm nối nhau tràn đến, Mỹ Lệ tránh né không làm con cua. Điền viên vào phòng chuẩn bị ngủ. Dân hùng bảo nàng, em cứ đi ngủ trước đi để anh xuống nhà bếp nấu cua để tẩm bổ cho em mỹ lệ nghe trong lòng không vui tội cho con cua sắp bị chồng xơi thịt nàng âm thầm cầu nguyện bồ tát quan thế âm hiển linh cứu con vật đáng thương kia để chồng nàng không ăn nó dân hùng xuống nhà bếp bát nước lên và bật lửa nấu nước chàng chuẩn bị bát cua bỏ vào nước sôi trong lúc khẩn trương này thì kỳ tích bỗng dưng xuất hiện. Dân hùng ngạc nhiên nhìn con cua, không biết vì sao nó cứ quay mòng mòng trong thùng. Thấy dân hùng thò tay định bắt, thì nó vội đưa càng lên trung rẩy, tỏ vẻ rất sợ hãi. Dân hùng thấy vậy, thì gây người ra ngó. Trong lòng, bỗng lóe lên ý nghĩ. Sao mình ích kỷ quá vậy? Vì muốn ăn ngon sướng miệng một chút, mà kết liễu những con cua đáng thương này. Hây, những con cua này tội nghiệp quá. Thế là chàng quyết định, ngày mai trời sáng sẽ đem cua đi phóng sinh. Lúc này, Mỹ Lệ trong phòng ngủ vạn phần nóng ruột. Vì không biết mạng sống con cua ra sao, nên nàng cứ niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, liên tục để cầu cho con cua. Niệm được mười mấy phút, lòng vẫn không an, nên nàng quyết định đi xuống nhà bếp tìm dân hùng. Vừa mới đi ra, nàng đã gặp chồng ngay trước cửa phòng. Nàng hỏi dân hùng, anh có ăn con cua đó không vậy? Dân hùng lát đầu trả lời, không, anh không ăn nó đâu. Anh định sáng mai đem nó đi phóng sinh. Em xuống bếp mà xem, con cua vẫn còn sống đó. Mỹ Lệ nghe nói, bán tính bán nghi, thầm nghĩ đây là chuyện không thể. Chồng nàng đôn nóng muốn có một món ăn ngon, Còn cua kia làm sao mà thoát được hồi nãy chàng cứ khăng khăng đòi làm thịt cua mà sao bây giờ lại muốn phóng sinh nó mỹ lệ thắc mắc vô cùng vừa nghĩ nàng vừa đi vào nhà bếp xem thì thấy đúng là con cua vẫn còn nằm trong thùng mỹ lệ đi vào phòng ngủ hỏi chồng mọi sự dân hùng liền kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho nàng nghe mỹ lệ chợt nhớ lại tình huống này giống như hai câu trong kinh Diệu Pháp Điên Hoa, Phẩm Phổ Môn đã diễn tả. Niệm bỉ quan âm lực, tức thời khởi từ tâm. Đây có lẽ nhờ quy thần vĩ đại của Bồ Tát quan âm hiện linh cứu con cua. Sáng hôm sau, hai vợ chồng cùng ngồi vào xe hơi, dân hùng lái xe đem cua đi phóng sinh. Và mùa xuân, cây cối xinh tươi, các nhánh cây trổ chồi non lố nhú giống như những mầm sống mới bắt đầu. Xe dừng dưới một cội cây to, Mỹ lệ sách thùng đừng cua xuống xe. Hai người chuẩn bị thả nó xuống suối. Họ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, Tùng Chú Đại Bi và niệm Phật A Di Đà. Khi con cua nghe niệm thánh hiệu Phật, Bồ Tát, nó tỏ vẻ rất hướng hở. Bây giờ, Mỹ Lệ và Dân Hùng mới phát hiện ra con cua này thật khả ái dân hùng cũng nhận ra mình quá tàn độc vì đã ăn thịt biết bao nhiêu loài thủy tộc đáng thương bây giờ nhờ thả con cua mà chàng mới hiểu được loài vật cũng có tình cảm nhưng con người hàng ngày lại đem những loài vật đáng yêu này quay nướng chân chim thật là bớt nhẫn quá mỹ lệ đặt thùng xuống con cua bò ra đưa hai càng lên bộ điều rất vui vẻ như bái chào từ biệt, giống như cảm tạ họ đã ban ân cứu mạng nó. Dân hùng nhìn thấy thái độ tri ân của con cua, lòng rất cảm động. Chàng âm thầm quyết định, kể từ hôm nay, sẽ trường trai cùng vợ. Vĩ lệ có một cô em gái, thường cảm thấy lá phổi đau đớn. Sau đó cô đến bệnh viện kiểm tra và chụp x-quang. Bác sĩ nói là không có bệnh gì. Nhưng nhìn trên phim chụp, lại thấy có hai cái lỗ to chẳng biết là thế nào sau đó em gái mỹ lệ sực nhớ tới hồi nhỏ cô thường chơi nghịch ngắt bẻ cánh bọ rầy và chuồn chuồn lại còn chọc thủng hai lỗ trên thân chúng bây giờ nhìn hai lỗ thủng trên phim x quang cô thấy giống y như hai lỗ thủng mà cô thường dùi trên thân thể chuồn chuồn mỹ lệ có một người anh hai lúc ba mươi tuổi đột nhiên hai chân không thể cử động. Bác sĩ khám cũng không tìm ra nguyên nhân. Sao Mỹ Lệ tặng cho anh một cuốn kinh Bồ Tát Địa Tạng Vương? Anh đọc rồi, hiểu sâu, và chợt nhớ. Hồi nhỏ, mình thường bẻ chân với mèn, chuồn chuồn, bọ ngựa, và các con thú nhỏ khác. Do vậy, mà giờ bị quả báo, hai cẳng không cử động. Đây chính là trong kinh Địa Tạng Vương có nói. Nếu tàn hại sinh vật, thì bị quả báo tai ương thương tật mỹ lệ thấy chuyện nhân quả báo ứng của anh trai và em gái trong lòng thường nghĩ đến việc sát sinh chồng chất của mình không kể trong nhiều kiếp sinh tử luân hồi đã qua chỉ tính kiếp này thôi cũng đủ sợ vì lúc chưa biết phật pháp do ngu muội nàng đã sát sinh rất nhiều nên bây giờ nàng thầm lo chẳng biết bao giờ quả báo sẽ giáng xuống đầu mình bởi vì hồi trước chồng nàng thích ăn mặn thừa sời đủ thứ thịt và hải sản. Vì vậy mà nàng thường phải giết gà vịt, sát sinh đủ loài để làm chồng vui. Cổ nhân thường nói, quân tử lánh xa nhà bếp, ác là nguyên nhân này đây. Bởi vì trong bếp sát sanh rất nhiều, người quân tử không nỡ nhìn và nghe, cho nên không xuống bếp. Từ khi Mỹ Lệ hiểu Phật Pháp rồi, mới biết đến chuyện nhân quả trả vay báo ứng. Do tội sát sinh, nên sau khi quy y Phật không lâu, thì nàng phát bệnh, đi chữa chạy khắp hết các thầy thuốc đông y, tây y toàn tỉnh, mà bệnh vẫn không lành. Bạn bè dân hùng hay tin bỉ lệ bệnh, sáng dịp, chính phủ mở cửa, cho phép dân Đài Loan sang thăm Đại Lục, nên họ giới thiệu, và khuyên vợ chồng dân hùng, hãy qua Đại Lục trị bệnh. Thế là hai vợ chồng liền đáp phi cơ sang Thái, rồi từ đó bay sang Bắc Kinh ngồi trên phi cơ, hai vợ chồng dự tính là trước tiên họ sẽ đi thưởng ngoạn các danh lam thắng cảnh, ghé Thiên An Môn và tham quan cung điện hoàng đế, rồi mới vào y viện Bắc Kinh trị bệnh sau. Phi cơ vừa đáp xuống sân bay Bắc Kinh, hai vợ chồng liền tìm một hướng dẫn viên thành phố để nhờ họ dẫn đến Thiên An Môn trước. Chính tại đây, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Quảng trường Thiên An Môn rất rộng lớn. Hai vợ chồng đi ngót hơn 4 tiếng đồng hồ, đi đến hai chân mỏi nhừ. Sau đó, Mỹ Lệ rời dân hùng tìm đến nhà vệ sinh công cộng. Lúc đi vào nhà xí, nàng bỗng thấy một đốm sáng màu đỏ nhấp nháy xẹt qua, trông rất kỳ quái và đáng sợ. Nàng nghĩ, chắc là do mình hoa mắt. Đi vệ sinh xong, nàng đem việc này kể cho dân hùng nghe, bị dân hùng la cho một trận. Chàng nói, Tại vì em cứ đồ đi hoài đi hoài. Bây giờ á, mệt đuối, đầu choáng dáng qua mắt, mới trông gà quá cuốc, chỉnh đông ra tay như vậy thôi. Nhưng lúc dân hùng đến nhà vệ sinh công cộng, vừa mở cửa nhà xí ra, thì đột nhiên cũng thấy một đốm màu sáng đỏ lóe lên. Lòng dân hùng thoáng giấy lên một chút sợ hãi, vì chàng có cảm giác như đang gặp phải một đối thủ khó kình trống. Hai người đi nhà xí xong, thì đầu mỹ lệ chợt đau như muốn vỡ tung Dân hùng và anh hướng dẫn viên đành hồ tống nàng về khách sạn mới đi được nửa đường thì thấy sắc mặt mỹ lệ càng lúc càng dợt nhạt trên đường nàng cứ khóc mãi không thôi Dân hùng đành đưa mỹ lệ đến y viện vào bệnh viện bắc kinh các bác sĩ cho mỹ lệ uống thuốc và đàn ngủ thiếp đi hôm sau dân hùng vừa đến bệnh viện thì cô hộ lý kéo chàng qua một bên nói nhỏ ngô tiên sinh ơi mỹ lệ vợ của ông có thái độ rất kỳ ông hãy tự mình đi vào xem đi thì sẽ biết ngay Dân hùng liền vào phòng thăm vợ thấy mỹ lệ nằm dài trên giường giọng nói nàng biến đổi rất lạ giống như là một người khác nàng nói ta là tỳ nữ tống triều ngày xưa hầu công chúa thăng hoa tiền thân lâm mỹ lệ chính là công chúa thăng hoa còn mi ngô vân hùng tức là phò mã trong nạn kiếp xưa Cậu chúa thăng hoa nhưng vì giết phu nhân mỹ loan vợ trước có phò mã nên đã giết luôn mười mấy người tỳ nữ biết chuyện để diệt khẩu nhóm quỷ dự chúng ta tìm kiếm công chúa thăng hoa đã rất lâu rồi hôm nay cuối cùng các ngươi cũng dẫn xác tới giờ thì chúng ta muốn đòi mạng ạ, à? à phải bồi thường cho chúng ta hồn quỷ nói xong mỹ lệ bị hành đau đớn khóc to không dứt Dương hùng nghe oan quỷ nói không kìm được run sợ nên phát rét chàng nghĩ nhất định hồi nãy cô hộ lý chắc đã nghe qua những lời nói lạ lùng này rồi chàng sợ đến muốn bỏ chạy nhưng vẫn ráng làm gan thu hết can đảm cố ra vẻ cứng cỏi nói tôi cầu xin các vị oan quỷ hãy tha cho vợ tôi một phen nếu các vị có yêu cầu gì tôi đều đáp ứng hết chỉ xin các vị tha mạng cho vợ tôi thôi Hồn quỷ nói Không dễ gì tha thứ đâu À chúng ta chết quá thê thảm Có nhiều người phải nhận lấy cái chết quan khuất không minh bạch Mày bảo chúng ta tha cho á được sao Như thế Chẳng phải là quá dễ dàng cho ả à. Mày có biết Chúng ta bị ả à, hại chết Rồi bị đọa xuống địa ngục Ở trong ngục nhận chịu trăm ngàn thống khổ, không bao lâu mới từ đường ngọc được thả ra. nhóm chúng ta đó giờ coi quỷ sống, dứt dựng bơ vơ vô trụ, chỉ biết đường theo gió, lẫn quanh quẩn quanh thiên an môn. giờ đã gặp thăng hoa chuyển thể thành mỹ lệ, chúng ta đang tìm ả mà báo oán của kiếm trướng đây. Dương Hùng nghe quỷ thịnh nộ kể lễ liền nói Tôi thấy cách này là tốt nhất Các vị đã rất thống khổ Hãy để tôi kêu Mỹ Lệ xuất tiền làm đám Và lễ tụng một bộ lương hoàng sám Để cầu siêu cho các vị Chỉ cần các vị chịu tha mạng cho Mỹ Lệ Đưa vào công đức lương hoàng sám Các vị sẽ sớm siêu sinh thôi Quỷ nói Được, nếu hôm nay Không phải Mỹ nói tha thiết hết tình Thì chúng ta nhất quyết đòi mạng ạ à. Nhưng giờ đây Mỹ đã hứa Thì phải biết giữ lời Nếu không chúng ta sẽ quay lại bắt ả báo thù. Thôi, chúng ta đi đây. Giọng nói Mỹ Lệ đã trở lại bình thường như xưa, nhưng nàng lại chìm vào hôn mê bất tỉnh. Dân hùng vừa kêu bác sĩ, họ trị liệu xong, mặt nàng mới dần dần khởi sắc. Mỹ Lệ nằm viện suốt mười mấy ngày, thân thể dần chuyển tốt. Suốt thời gian Mỹ Lệ nằm viện, dân hùng một mực ở kề bên, chăm sóc, trong nôm tử tế nửa tháng sau bác sĩ cho mỹ lệ xuất viện thấy vợ lành mạnh rồi dân hùng bảo nghe nói ở bắc kinh có rất nhiều cổ vật các bạn anh nói nếu mà có đến đó thì ít nhất phải mua một thứ cổ vật đó đem về mỹ lệ xuất viện được ba ngày thì dân hùng đưa nàng đến gian hàng bán đồ cổ đây là một gian hàng đồ cổ nổi danh nhưng thêm một việc kỳ quái nữa phát sinh hai vợ chồng vừa đến nơi thì nhân viên sốt sắng mời hai người thưởng ngoạn. Dân hùng ngắm các món đồ cổ xinh đẹp đang trưng bày la liệt và cầm lên một cái chén sứ, còn đang xăm sôi. Thì chủ quầy vội nói, Trời ơi, tiên sinh thật có mắt tinh đời, đây là cái chén cũ long ngọc của hoàng đế Triều Minh, rất là quý hiếm, dùng để ăn cơm đó. Nếu ông ưa nó, thì tôi sẽ giảm chút giá cho, bán rẻ cho ha. À, chỉ lấy bốn trăm bốn chục đô thôi, chịu không? Mỹ Lệ đứng bên nghe vậy, tức giận nói. Một cái chén nhỏ xíu mà tính giá như vậy là quá mắc. Ông chủ quán nè, ông có tính lộn không vậy? 440 đô, trong khi công nhân á, mỗi tháng ông chỉ trả có 6-7 đô. Bộ ông nghĩ chúng tôi toàn là dân giàu không hả? Nên mới nói giá trên trời như vậy. Dân hùng nghe vợ ca cẩm, cảm thấy nàng nói có lý, chàng tiếp tục thưởng ngoạn các thứ khác. Cả hai cứ đi tới, đi tới mãi. Bỗng, Mỹ Lệ nhìn thấy một đôi bình hoa rất đẹp, cao khoảng 25cm. Đột nhiên, nàng tỏ vẻ rất sợ hãi, giọng nói cũng thay đổi nghe rất lạ. «Tôi không muốn xem bình hoa đâu, tôi bị công chúa thăng Hoa dùng bình này đập vào đầu, chảy máu rất là nhiều, chảy mãi chảy mãi cho tới chết. Một đời này của tôi, sợ nhất là thấy bình hoa. Tôi không muốn xem nữa, tôi sợ lắm, tôi sợ lắm.» Nhanh lên, nhanh lên Mau đem mình qua dẹp đi Đem ngay ra đi Tôi không muốn thấy đó Tôi không muốn nhìn thấy mình qua Tôi không muốn nhìn thấy mình qua đáng sợ này Bây giờ Dân hùng mới biết Là hồn quỷ ở trên thân Mỹ Lệ đang nói Chàng không biết xử trí ra sao Nhìn thấy Mỹ Lệ té xỉu Chàng vội gọi điện kêu xe cấp cứu Đưa vợ vào bệnh viện Bác sĩ nói Bà nhà mới xuất diện không bao lâu Do bồi dưỡng chưa đủ lại thêm bị sốc cần phải nhập viện lại nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng tốt nhất ông nên đưa bà về nước vào bệnh viện lớn để cấp cứu dân hùng hết khách đành nghe theo bác sĩ lập tức đáp phi cơ về nước tụng kinh cầu cho oan quỷ về tới đài loan dân hùng tức tốc đưa mỹ lệ vào bệnh viện đại đại bác sĩ tìm không ra nguyên nhân hôn mê của Mỹ Lệ, đành truyền nước biển, hỗ trợ thêm cho nàng. Dân hùng nhìn thấy vợ, ngày càng nguy kịch, vội đi tìm sư phụ An, ở ngôi chùa X, và thỉnh tăng đi trong chùa đến trợ niệm vãng sinh cho Mỹ Lệ. Tùng hai ngày hai đêm, nhưng Mỹ Lệ từ đầu đến cuối, vẫn hôn mê không tỉnh. Sư An thấy tình hình Mỹ Lệ như vậy, đành hỏi dân hùng vợ ông qua đại lục có phát sinh việc gì kỳ quái không nếu không vì sao trợ niệm mãi mà tình trạng vẫn không thay đổi ông hãy ráng nhớ lại xem dân hùng suy nghĩ rất lung sau đó mới đem hết những chuyện xảy ra bên đại lục nhất nhất kể ra hết sư an lại hỏi dân hùng vậy khi các vị quay về không hề tụng lương hoàng sám để cầu siêu cho oan quỷ à dân hùng lắc đầu đáp không trong thời gian vợ tôi nằm viện Tôi bận chăm sóc Không có thời gian để đến các chùa Mời thỉnh chư tăng tụng lương hoàng sám Để giải quan cho quỷ Sư An nghe dân hùng nói vậy Liền bảo Vợ ông bệnh Nhất định là bị các oan gia trái chủ Trong quá khứ đến đòi nợ Những oan gia này là các hồn quỷ Mà hai vị đã gặp ở Đại Lục Chắc chắn họ đã thọ khổ trong ba đường ác Vợ chồng các chị Ngài đã biết tu tập Vì vậy oan quỷ đặc biệt tới đòi các vị hồi hướng công đức và tụng kinh lương hoàng sám cầu siêu cho họ do vậy mà vợ ông vô phương giảng sanh tốt nhất là ông nên phát quỷ siêu độ cho oan quỷ nếu không bác sĩ cũng bó tay không thể nào chữa lành bệnh cho vợ ông dân hùng nghe nói mắt rưng rưng lệ suy nghĩ một hồi chàng khấn vái những quan quỷ của chúng tôi ơi xin đừng có đòi mạng vợ tôi chỉ cần cô ấy không có chuyện gì xảy ra thân thể khang kiện rồi tôi nhất định sẽ thỉnh thầy chư tăng ni tụng một bộ kinh lương hoàng sám cầu siêu cho chư vị dân hùng hứa xong đột nhiên thấy mỹ lệ cử động bắt đầu thở được sư an và các tu sĩ thấy bệnh mỹ lệ chuyển tốt bèn từ giả dân hùng quay về chùa mỹ lệ nằm viện suốt ba tháng dân hùng do bận rộn chăm sóc mỹ lệ đã gầy tộp người đi sau khi xuất viện Mỹ Lệ được Dương hùng dìu về nhà nằm dưỡng. Không bao lâu sau, thì nàng dần dần hồi phục, mạnh khỏe. Để giúp họ thực hiện lời hứa với oan quỷ, Sư An tổ chức đại lễ tụng lương hoàng sám tại chùa. Trong đại lễ này, ngoài Dương Hùng và vợ, còn có em gái và anh trai Mỹ Lệ cũng đến tham dự. Toàn gia cùng tụng lương hoàng sám, tiếng tụng vang vang trên hồi lương hoàng sớm hoa tung bay tung để sớm sống tôi diệt ngay xin quyền tương vùng cùng nhau trong pháp hội đại đệ sám hối khai mạc được hơn một giờ thì việc lạ xảy ra trên đầu mỹ lệ bỗng suốt mồ hôi lạnh to như hột đậu hạt hạt thi nhau rơi xuống nàng bị chóng mặt hoa mắt Dân hùng nhìn thấy vợ thần sắc nhợt nhạt vội hỏi em làm sao vậy có chuyện gì vậy mỹ lệ không còn trụ vững nữa cũng chẳng thể trả lời mặt chuyển sang sắc đen dương hùng liền bảo em gái mỹ lệ trong mỹ lệ sắc mặt kém quá em hãy mau vào trong chùa, xin chư tăng dành cho chúng ta một chỗ, để cho Mỹ Lệ tạm nghỉ dưỡng. Có thể do Mỹ Lệ vừa mới ra viện không lâu, lại phải tụng kinh sám lễ quá mệt. Em hãy mau thỉnh sư an đến. Anh e là sẽ xảy ra chuyện đó. Thôi, anh đi dìu Mỹ Lệ đi nghỉ trước đây. Em gái Mỹ Lệ vội đi mời sư an, sư chỉ chỗ nghỉ ngơi cho Mỹ Lệ. Mỹ Lệ vừa nằm xuống, thì bắt đầu lăn lộn đau đớn trên trường. Dân Hùng và em gái Bi Lệ không biết làm sao, vội hỏi Sư An, nên làm sao cho tốt? Sư đáp. Căn cứ theo kinh thuyết, tụng lương hoàng sám, có thể giúp dòng quỷ siêu thăng thiên giới. Nhưng nếu người có nghiệp chướng sâu nặng, hoặc kẻ đang bị oan quỷ đòi nợ, mà tham dự pháp hội lương hoàng sám, thì sẽ phát bệnh, hoặc nhức đầu, thân thể đau đớn. Dân Hùng lại hỏi Sư An. Thưa Thầy, Vậy thì tình trạng của vợ con bao giờ mới lành thầy? Sư An lắc đầu nói. Rất khó đoán. Mỗi người đều có nghiệp chướng không giống nhau. Vì vậy thời gian bệnh hành cũng khác nhau. Bao giờ bệnh cô ông chuyện tốt cũng không ai biết được. Ngay lúc đó, Mỹ Lệ đau đớn, rên to. Âm thanh hải hùng vang trời vang đất. Mọi người đành đứng nhìn, bó tay hết cách. Không biết xử trí ra sao. Đột nhiên, giọng Mỹ Lệ đổi khác, thủ âm rất lạ, giọng kể thảm thiết. Ta là Mỹ lương phối ngộ của Phò Mã, chồng công chúa thân qua đời tông. Thân qua không những đạt chồng của ta, còn giết ta chết thảm. Ta chết rất qua ngủ, lòng đầy căm hận. Nên đã kêu quan trước điện Dương La Dương, Diễm Dương rất thông cảm cho hoàn cảnh của ta những mất chồng Lại bị giết hại Nên đã chấp nhận cho ta được phép tìm thân qua Nay đã đầu thai thành mỹ lệ Đòi nợ báo quá Này Lâm Mỹ Lệ Hãy đền mạng cho ta Mọi người chứng kiến tại hiện trường Đều kinh sợ Xương cốt phát rung Đây chính là trong kinh từng nói Nhân duyên hội đủ, quả báo tới là phải trả. Sư An đành đứng ra khuyên. Nè Mỹ Loan, xin cô hãy bao dung, dơ cao đánh khẽ, tha cho Lâm Mỹ Lệ được toàn mạng. Bởi hiện nay Mỹ Lệ đã biết ăn chay tập tu, còn nguyện gì các vị tôi một bộ lương hoàng sám cầu siêu. Hy vọng các vị có thể nương công đức này mà siêu thăng thiên giới. Không cần phải đi tìm cô ấy báo thù làm gì cho thêm phiền lụy. Cô hãy tha cho cô ấy đi Có được không Oan quỷ nói Á à này trong kiếp trước Lúc làm thăng hoa công chúa Đã tạo ác Giết người vô số Lại thêm nhiều đời nhiều kiếp Mê ăn thịt loài vật Sát hại gà, vịt, cá, heo, dân dân Tội ác quả à, Tạo lớn như núi tu di Đúng như trong kinh địa tạng từng nói Tội kia quá to Sâu như biển Làm chướng ngại thánh đạo Vậy thì có lẽ nào chỉ nhờ vào công đức tụng một bộ kinh lương hoàng sám nhỏ xíu mà mong có thể chống đỡ phủi hết mọi tội lỗi nặng nề hay sao sư a nghe cảm thấy oan quỷ nói rất đúng dịu giọng khuyên đúng vậy cô nói không sai tuy bị lệ tạo tội quan nghiệp rất lớn nhưng mong cô nghĩ lại vì trong kinh điển cũng từng thuyết chỉ cần người có tâm ăn năn sám hối chịu thành tâm sám hối các nghiệp ác mình đã tạo từ các kiếp xa xưa quyết tâm tu sửa hướng thiện nỗ lực tu hành biết tạo công đức siêng tùng kinh điển chuyên tâm trì chú hay niệm phật bồ tát nương nhờ oai lực chư phật bồ tát mà có thể tội nặng được trả báo nhẹ oan quỷ khóc nói sư thầy lý luận như vậy thì mối hận thâm thù trong quá khứ của tôi suốt bao nhiêu năm cũng không còn cách gì báo quán à nếu vậy, tôi chẳng cam tâm, tôi nhất định phải báo thù. Sư An giải thích. Tôi không hề có ý nói như vậy, để làm cô thiệt thôi. Xét tình hình hiện thời, chính lòng căm hận thâm sâu đã lưu giữ cô ở mãi trong ba đường ác. Như vậy rất là khổ, khiến cô vô phương chuyện thế đầu thai. Bây giờ, cù nhân của cô là vợ chồng Mỹ Lệ, đang rất hối cải. Họ đã biết tích đức tạo thiện, trường trai, chân thành tu hành sửa lỗi, vì vậy, xin cô hãy bao dung, mở lòng tha thứ để tâm tư cô nhẹ nhàng, và có thể thoát ra ba cõi, để cô có thể hưởng được hạnh phúc an lạc, mà cô đáng được hưởng. Cô không nên tìm họ đòi nợ nữa. Tôi khuyên cô, hãy chuyển tâm hận thành tâm lành thị xã. Điều này sẽ đem lại hạnh phúc rất lớn cho cô, vì tâm tốt, chiêu cảnh tốt. Bây giờ cô hãy siêng năng lui tới chùa tham dự các pháp hội, chịu khó nghe kinh tập tu, và chấp nhận ban cho quan gia của cô một cơ hội tu hành, chuộc lỗi, để họ tạo được công đức hồi hướng đến các vị, để các vị có thể chuyển thế đầu thai vào cõi lành. Chứ vậy chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Tất cả do tâm tạo, chịu buông xả quán hận, là các vị không còn phải ở trong ba đường ác chịu khổ. Cô có đồng ý không? Oan quỷ, nghe sư An phân giải, dịu giọng nói. Hôm nay nếu chẳng phải thầy thuyết có nghĩa có tình và hợp lý thì tôi nhất quyết không tha cho ạ à. này lâm mỹ lệ ngươi phải nhớ cho rõ nợ kia sau này ta sẽ tính nếu như người không tu đàng hoàng lòng hối cải không chân thành ngươi phải làm thật nhiều thật nhiều công đức để hồi hướng cho tất cả quan quỷ chúng ta nếu không chúng ta sẽ đến hành tội tàn khốc giờ ta đi đây Oan quỷ đi rồi, Mỹ Lệ hồi phục như cũ. Nghỉ ngơi một chút, nàng cùng mọi người tiếp tục tụng lương hoàng sám. Pháp hội kết thúc, Mỹ Lệ cũng dần dần hồi phục mạnh khỏe. Nửa năm trôi qua, một tối nọ, Mỹ Lệ đang nằm trong phòng, đột nhiên nhìn thấy các con vật cả đời mình từng giết ăn như gà, vịt, cá, heo, vân vân. Chúng đồng tới đòi mạng, cấu xé nàng. Mỹ lệ sợ quá, kêu thất thanh. Dân hùng thấy tình hình như thế, vội vàng, chạy đến điểm danh hiệu Phật, và tùng chú vãng sinh. Lúc này, Mỹ lệ bỗng dưng nhìn thấy một con cua to lớn, mà vợ chồng nàng từng phóng sinh, chạy tới, ca ngăn khuyên lương, đám loài vật đừng đòi nợ. Mỹ lệ lúc này, đầu đau nhất như muốn vỡ tung. Nàng vội điệp Phật, Dân hùng cũng vội cầm mấy niệm vật đến hai người cứ niệm niệm theo mãi cả hai chẳng biết mình niệm được bao lâu cho đến khi họ thấy một đạo hào quang và hình ảnh đức phật a di đà cực lớn đang hiện thân tiếp dẫn vô số loài vật kia khi không còn thấy chúng nữa vợ chồng mới ngưng niệm chuyện mỹ lệ và dân hùng đời trước từng làm công chúa phò mã được nhiều người biết nên đã kể lại và lưu truyền rộng rãi trong giới Phật giáo miền Bắc Đài Loan. Do vậy mà câu chuyện này được viết lên dựa theo đó, mong mọi người đọc xong đều thu được lợi ích. Nhiều cặp vợ chồng đã chung sống với nhau lâu rồi nhưng không lắng nghe nhau được nữa. Vì vậy họ đến các trung tâm tu học chánh niệm. Đôi khi có người lại nói với tôi: dù ít bà ta không lắng nghe tôi, hay ông ta sẽ không bao giờ thay đổi nói chuyện với ông ta như nói với bức tường tuy nhiên người đang phàn nàn đó có thể là người không có không gian để lắng nghe mỗi người chúng ta ai cũng muốn người kia hiểu mình tất nhiên rồi nhưng ta cũng cần có khả năng để thực sự hiểu được người kia đơn giản là nhiều người trong chúng ta đã chất chứa quá nhiều chúng ta không có nhiều không gian để thực sự nghe được người khác và hiểu được người khác có thể ta suy nghĩ quá nhiều trong công việc tám chín tiếng đồng hồ mỗi ngày không ngừng nghỉ ta hiếm khi chú ý đến hơi thở hay những thứ khác ta tin rằng nếu muốn thành công ta phải làm như vậy không thể khác được lắng nghe với lòng khinh an gần đây tôi gặp một phụ nữ đến từ paris cô xin tôi hướng dẫn cho cô thực tập trong ngành vận động học là một nhà cố vấn sức khỏe cô muốn biết làm thế nào để có thể thành công nhất trong nghề nghiệp của cô tôi nói nếu cô có sự nhẹ nhàng và không gian trong lòng thì lời nói của cô sẽ chuyên chở được tuệ giác sâu sắc sẽ đưa tới sự truyền thông đích thực tôi chia sẻ với cô để thực tập lắng nghe sâu trước tiên ta phải có thời gian để nhìn sâu vào tự thân nhìn sâu vào người trước mặt mình để ngôn từ có khả năng chế tác được sự hiểu biết cảm thông và làm dơi đi nỗi khổ đau của cả hai bên khi nói tất nhiên ta chỉ nói những gì ta nghĩ là đúng nhưng đôi khi do cách ta nói người nghe không tiếp nhận được vì vậy lời nói của ta không có hiệu quả mãnh liệt giúp người kia thấy rõ vấn đề và hiểu thêm tình trạng ta nên tự hỏi lại mình tôi có đang nói chỉ để nói không hay tôi nói vì tôi nghĩ rằng lời nói của tôi có thể giúp người kia trị liệu khi ta nói với lòng từ bi dựa trên nền tảng của yêu thương và tương tức về mối liên quan mật thiết giữa ta và người kia thì lời nói của ta mới có thể được gọi là lời nói ái ngữ khi ta trả lời liền cho một ai đó thường thì ta chỉ tung ra những kiến thức mà ta đã học hoặc phản ứng vì cảm xúc khi nghe lời chia sẻ hoặc vấn đề của người khác ta không để thời gian để lắng nghe sâu và nhìn sâu vào những gì người kia nói ta chỉ phát ra những lời đối đáp những câu trả lời nhanh lẹ điều này không ích lợi gì cả lần tới có ai hỏi mình điều gì thì đừng trả lời ngay hãy tiếp nhận câu hỏi hoặc lời chia sẻ và để cho nó thấm vào mình, để người kia thấy là họ đang lắng nghe thật sự. Tất cả chúng ta, đặc biệt là những người có nghề nghiệp giúp đỡ người khác, rèn luyện mình bằng kỹ năng này sẽ mang lại nhiều lợi lạc. Chúng ta phải thực tập làm cho được và làm cho hay. Trước tiên ta phải lắng nghe chính mình. Nếu không lắng nghe chính mình sâu sắc thì ta không thể lắng nghe người khác sâu sắc được chúng ta cần dung trồng và nuôi dưỡng con đường tâm linh trong đời sống hàng ngày nếu ta thực sự muốn nhẹ nhàng thảnh thơi và khinh an ta cần phải thực tập để khôi phục lại không gian trong ta chỉ khi nào ta có khả năng khơi mở không gian trong lòng thì ta mới có thể thực sự giúp được người khác dù ta đi bộ hay đi xe buýt bất kỳ ở đâu ta cũng có thể dễ dàng nhận ra những người có không gian trong lòng có lẽ chúng ta đã từng gặp những người này rồi Cho dù ta không biết họ là ai Nhưng ta thấy thoải mái với họ Bởi vì họ dễ chịu và thư thái Họ không có nhiều lịch trình trong đầu Nếu mở rộng không gian trong lòng Ta sẽ thấy mọi người muốn đến gần ta Ngay cả những người trước đây đã từng lánh mặt ta Như con gái tuổi mới lớn Vợ hay chồng mà mình từng cãi lộn Cha mẹ, dân dân ta không cần phải làm gì cả không cần phải dạy gì thậm chí không cần phải nói gì nếu ta thực tập cho chính mình tạo không gian và sự yên tĩnh trong lòng thì người khác sẽ hướng về không gian ấy mọi người chung quanh ta sẽ cảm thấy thoải mái khi gần ta vì phẩm chất có mặt của ta đó là đạo đức vô hành chúng ta đừng suy nghĩ đưa tâm về đoàn tụ với thân và có mặt thật sự. Du hành rất quan trọng. Du hành không phải thụ động hay trì trệ. Nó là một trạng thái cởi mở, sáng tạo và phong phú. Chúng ta chỉ cần ngồi yên, rất tỉnh thức, nhẹ nhàng. Và khi người khác đến ngồi với ta, họ cảm thấy nhẹ nhàng khinh an ngay. Cho dù ta không làm gì để giúp, người kia cũng nhận được rất nhiều từ ta có không gian để lắng nghe bằng tâm từ bi là tinh yếu cho một tình bạn chân thật một tình đồng nghiệp chân thật một người cha người mẹ đích thực một người bạn hôn phối đích thực người đó không cần phải là một chuyên gia tâm lý để lắng nghe giỏi thực tế nhiều nhà tâm lý trị liệu không có khả năng lắng nghe bởi vì họ có quá nhiều khổ đau họ học về tâm lý nhiều năm biết rất nhiều phương pháp kỹ thuật nhưng trong tim họ có nhiều khổ đau mà họ không có khả năng trị liệu và chuyển hóa, không có khả năng hiến tặng cho chính họ niềm vui, không có khả năng giải trí để quân bình với những khổ đau mà họ đã nhận vào từ khách hàng. Vì vậy, họ không có không gian để giúp đỡ người khác cho có hiệu quả. Người ta phải trả nhiều tiền cho các nhà tâm lý trị liệu để gặp họ từ tuần này qua tuần khác, hy vọng được trị liệu nhưng các nhà tâm lý trị liệu không thể giúp được nếu họ không có khả năng lắng nghe chính họ bằng tâm từ bi các nhà tâm lý trị liệu cũng là con người cũng khổ đau như bao người khác khả năng lắng nghe người khác trước hết phụ thuộc vào khả năng lắng nghe chính mình bằng tâm từ bi các nhà chuyên nghiệp muốn giúp người khác cần phải có bình an trong lòng thì mới giúp được nếu không chỉ làm lãng phí thời gian của khách hàng và lấy tiền của họ tất cả những gì ta cần trước hết là sự dễ chịu khinh an nhẹ nhàng và bình yên trong thân tâm bình an này ta có thể chế tác được bằng mỗi bước chân mỗi hơi thở của ta chỉ khi đó chúng ta mới thực sự lắng nghe người khác điều này đòi hỏi một ít thực tập mỗi ngày ta dành một ít thời gian cho hơi thở và bước chân đưa tâm trở về với thân và nhớ rằng ta có một cái thân mỗi ngày dành ra một ít thời gian để lắng nghe em bé trong mình lắng nghe những điều trong lòng đang kêu gào được lắng nghe sau đó ta sẽ biết cách lắng nghe người khác nghe chuông trong nhiều nền văn hóa trên thế giới tiếng chuông được sử dụng để giúp mọi người đến với nhau tạo ra sự hài hòa trong mình và trong người khác ở nhiều nước Á Châu, mỗi gia đình đều có ít nhất là một cái chuông nhỏ ở nhà. Ta có thể dùng bất cứ loại chuông nào để thưởng thức. Sử dụng tiếng chuông như một lời nhắc nhở chúng ta nhớ thở, nhớ trở về với thân thể, trở về ngôi nhà đích thực của chính mình, để chăm sóc chính mình và làm lắng dịu tâm hành. Trong đạo Bục, tiếng chuông được xem như tiếng gọi của Bục. Khi nghe chuông, ta dừng lại mọi nói năng hành động và suy nghĩ trở về với hơi thở lắng nghe với tất cả thân tâm mình lắng nghe như vậy ta cho phép niềm an vui và hạnh phúc thấm vào mỗi tế bào cơ thể ta ta không chỉ lắng nghe bằng đôi tai không chỉ lắng nghe bằng trí năng mà ta mời tất cả các tế bào trong cơ thể ta cùng lắng nghe chuông với ta chuông không lấy mất nhiều không gian chắc chắn ta có thể tìm một chỗ trên bàn hay trên kệ để đặt nó dù ta sống ở đâu thậm chí trong một căn phòng nhỏ ta cũng có thể tìm được chỗ cho nó trước khi thỉnh chuông về nhà ta phải đảm bảo là tiếng chuông này hay chuông không cần lớn nhưng âm thanh phải hay phải dễ chịu mỗi khi nghe và tiếp nhận tiếng chuông ta phải chuẩn bị thân tâm thay vì nói đánh chuông ta nói là thỉnh chuông nhìn vào chuông như nhìn một người bạn một bậc giác ngộ giúp ta tỉnh thức và trở về ngôi nhà đích thực của mình nếu muốn ta có thể đặt chuông trên một cái đế nhỏ giống như bất kỳ một vị bồ tát nào đang ngồi thiền khi nghe chuông ta thở vào và buông bỏ tất cả những căng thẳng đã chất chứa trong ta buông bỏ tập khí chạy trong thân và đặc biệt là trong tâm dù có thể ta đang ngồi nhưng thường bên trong ta vẫn chạy tiếng chuông là một cơ hội đón ta trở về với chính mình theo dõi hơi thở vào ra để có thể buông bỏ căng thẳng và dừng lại hoàn toàn tiếng chuông và cách lắng nghe của ta giúp cho con tàu suy nghĩ và cảm xúc đang chạy đêm ngày trong ta dừng lại mỗi sáng trước khi đi làm hay trước khi con mình đi học mọi người có thể ngồi lại với nhau nghe ba tiếng chuông và theo dõi hơi thở thở và nghe chuông như vậy ta sẽ bắt đầu một ngày mới bằng sự bình an vui tươi và hạnh phúc ngồi thở một mình hay với gia đình như thế rất hay ta có thể nhìn vào một vật nào đó có ý nghĩa trong nhà hay một cái cây bên ngoài cửa sổ và mỉm cười điều này sẽ trở thành một sự thực tập đều đặn là nơi nương tựa đáng tin cậy cho gia đình không mất nhiều thời gian nhưng là một phần thưởng vô giá một sự thực tập rất đẹp mang lại bình an sự có mặt và hòa hợp trong gia đình phòng thở chúng ta hãy dành một phòng hoặc một phần của căn phòng để thiền tập không cần phải có một không gian lớn chỉ cần một góc nhỏ của căn phòng mà ta có thể biến thành một nơi yên tĩnh để quán chiếu và thiết lập bình an là đã tuyệt vời rồi đó là phòng thở là thiền đường nhỏ khi có ai đó trong gia đình ngồi trong chỗ yên tĩnh này thì những người khác không nên vào nói chuyện với người ấy chúng ta phải đồng ý với nhau là nơi này dành cho sự bình an và yên tĩnh mọi người trong gia đình nên ngồi lại để đồng lòng với nhau là bất kỳ lúc nào không khí trong gia đình ồn ào nặng nề hoặc căng thẳng thì bất kỳ ai cũng có quyền vào phòng thở để tỉnh chuông. Mọi người đều thực tập theo dõi hơi thở vào ra và khôi phục lại sự yên tĩnh, bình an, tình thương mà họ đã đánh mất vì những suy nghĩ, lời nói hay hành động thiếu khéo léo, thiếu chánh niệm. Bất kỳ lúc nào ai đó có vấn đề, có cảm giác bất an hay khổ đau, người đó có quyền đi vào không gian này, ngồi xuống, thỉnh chuông và theo dõi hơi thở khi có người làm điều này thì những người khác trong gia đình phải tôn trọng nếu thực tập giỏi thì người kia cũng ngưng lại những gì đang làm để lắng nghe chuông và cùng thở những hơi thở chánh niệm bình an nếu muốn mình cũng có thể vào thở chung với người đó vì vậy nếu người bạn hôn phối của ta đang có tâm trạng không tốt nếu trong gia đình ta có người đang lo lắng thì ta có thể nhắc nhở người kia mình nên vào phòng thở để nghe chuông và thở với nhau vài phút điều này rất đơn giản ta có thể làm được hoặc giả dạ thấy con mình đang giận rồi sau đó mình nghe chuông thì biết rằng con mình đang thở mình cũng nên dừng công việc lại và theo dõi hơi thở vào ra để yểm trợ cho con trước khi đi ngủ nếu mọi người trong gia đình cùng ngồi lại với nhau nghe ba tiếng chuông theo dõi hơi thở vào ra chín lần thì rất hay rất dễ thương. Người nào thực tập nghe chuông như thế sẽ có khả năng chế tác, bình an và hòa hợp. Tôi gọi đó là nền văn minh đích thực. Ta không cần nhiều dụng cụ thiết bị hiện đại để được văn minh. Chúng ta chỉ cần một cái chuông nhỏ, một nơi yên tĩnh cùng với hơi thở vào ra trong chánh niệm. Lắng nghe giới tổ tiên nhiều người nghĩ rằng tổ tiên của mình đã qua đời rồi điều đó không đúng vì chúng ta còn đây còn đang sống nên tổ tiên ta cũng tiếp tục sống trong ta tổ tiên đã trao truyền họ cho ta với tất cả những tài năng kinh nghiệm hạnh phúc và khổ đau của họ họ hoàn toàn có mặt trong mọi tế bào cơ thể ta cha ta mẹ ta đều có mặt trong ta chúng ta không thể lấy họ ra khỏi mình khi nghe chuông ta có thể mời tất cả các tế bào trong ta cùng nghe chuông với ta đồng thời tất cả tổ tiên từ bao đời cũng đang lắng nghe chuông với ta nếu biết cách nghe bình an sẽ thấm vào mỗi tế bào cơ thể ta không chỉ ta có bình an và thư giãn mà tất cả tổ tiên trong ta cũng hưởng được giây phút hiện tại mầu nhiệm này có thể trong cuộc đời họ có nhiều khổ đau và không có nhiều cơ hội để an vui nhưng qua ta thì họ có được cơ hội này thông thường ta nghĩ rằng lắng nghe là lắng nghe người khác lắng nghe những thứ khác quanh mình nhưng như đã nói trước đây lắng nghe chính mình là bước đầu tiên để có thể nghe được người khác nếu lắng nghe mình ta sẽ thấy rằng không có một tiếng nói đơn độc nào không có một cái ta riêng biệt nào đây là một tuệ giác có được nhờ sự thực tập chánh niệm chúng ta khám phá ra mối liên hệ thâm sâu giữa ta và những người đi trước nhờ họ mà ta có thể biểu hiện chúng ta là một cộng đồng tế bào tất cả tổ tiên ta đều có mặt trong ta chỉ cần lắng tai nghe là ta có thể nghe được tiếng nói của họ đừng kẹt vào ngôn từ nếu mỗi ngày ta thực tập im lặng một ít cho dù chỉ vài phút thôi ta sẽ ít bị kẹt vào ngôn từ hơn thực tập im lặng hùng tráng nhuần nhuyễn ta sẽ tự do như một con chim tiếp xúc được với những tinh hoa của sự sống ngài vô ngôn thông một trong những người sáng lập ra thiền phái phật giáo ở việt nam có viết đừng hỏi tôi thêm một điều gì nữa bản chất của tôi là vô ngôn muốn thực tập nói lời chánh niệm ta phải có khả năng thực tập im lặng rồi ta có thể kiểm nghiệm kỹ càng những cái thấy của ta và những nội kết ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của ta im lặng là nền tảng tốt nhất để nhìn sâu khổng tử có nói thượng đế không nói gì cả tuy nhiên thượng đế nói với ta rất nhiều nếu ta biết lắng nghe nếu ta lắng nghe bằng tâm tĩnh lặng thì mỗi tiếng chim mọi tiếng gió thủ thủy qua cành thông sẽ nói chuyện với ta. Tất cả chúng ta ai cũng muốn truyền thông với người thương của mình và có rất nhiều cách truyền thông mà không cần lời nói. Một khi dùng ngôn từ, ta có khuynh hướng biến chúng thành nhãn hiệu mà ta cho là sự thật, là chân lý. Chẳng hạn như những từ công việc lặt vặt, con cái, đàn ông, đàn bà, mang đến trong tâm thức ta những hình ảnh những nhận thức nào đó có thể khó để thấy được một bức tranh tổng thể vượt ngoài sự xây dựng của tâm thức nếu thực sự muốn truyền thông với người thương ta cần ý thức đến những cách vô ngôn không cần lời nói mà vẫn truyền thông được dù bằng ý thức hay vô thức thanh lọc tâm ý nhiều nền văn hóa thực tập thanh lọc cơ thể bằng cách nhịn ăn trong các ngày lễ tôn giáo, những buổi lễ nhập môn, những buổi lễ khai mạc hay vì những lý do khác. Có những người thanh lọc vì lý do sức khỏe. Điều này không những có giá trị cho thân thể mà còn có giá trị cho tâm thức. Mỗi ngày chúng ta tiếp nhận vào rất nhiều thứ như ngôn từ, hình ảnh, âm thanh, vân vân. Nên chúng ta cần một ít thời gian dừng lại để tiêu thụ những thứ ấy để cho tâm thức ta được nghỉ ngơi một ngày mà không có xúc thực thức ăn ta đưa vào cơ thể qua đường mắt tai mũi thân và ý như email video sách báo chuyện trò là một cơ hội cho ta thanh lọc tâm ý buông bỏ những sợ hãi lo lắng khổ đau đã đi vào tâm thức ta và tích lũy ở đó cho dù ta không nghĩ là ta có thể sống một ngày mà không có những phương tiện truyền thông công cộng. Ta cũng có thể nghỉ ngơi đôi chút, sử dụng một âm thanh nào đó để dừng lại nếu ta muốn. Ngày nay, hầu hết mọi người không thể sống thiếu âm thanh. Bất cứ lúc nào ở một mình, đi bộ trên đường phố, lái xe, ngồi trên xe buýt hay trên tàu, mở cửa đi ra ngoài, vân vân, Hay thậm chí ngồi chơi với đồng nghiệp, với người thương ngay trước mặt ta. Ta vẫn cố nhét vào tâm thức một cái gì đó nếu ta quyết định chỉ làm một lúc một việc trong sự im lặng đích thực, dù là đang lái xe, đang chuẩn bị đồ ăn sáng, đang đi quanh xóm, dân dân, chúng ta sẽ hiến tặng cho mình một cơ hội nghỉ ngơi, không để cho những dòng kích thích liên tục xâm chiếm tâm thức ta. Tôi biết có một người, mỗi khi đi siêu thị, nghe nhạc trong đó làm cho cô ta rất buồn. Những bài hát ấy gợi cho cô nhớ lại giai đoạn khó khăn trong đời cô, cô thấy tâm mình hướng về những ký ức ấy mà không tập trung vào việc đi chợ khi nhận ra được điều này cô rất ý thức và quyết định rất sáng suốt là cô phải chăm sóc tâm thức mình bây giờ mỗi khi đi siêu thị cô ta đóng tay lại để không bị tán tâm hay trầm cảm bởi những bài hát đó thực ra ta không cần phải đóng tay lại để thanh lọc âm thanh mỗi ngày chúng ta chỉ cần dành vài phút cho sự vắng lặng không có ngôn ngữ nào từ bên ngoài đi vào hay không có ngôn ngữ nào đang cuồn cuộn từ trong tâm thức đi lên thì chúng ta sẽ có cơ hội để thực sự lắng nghe chính mình đây là một món quà quý giá sâu sắc mà ta có thể hiến tặng cho chính mình và cho người khác vì nó sẽ giúp ta lắng nghe người khác trọn vẹn hơn thực tập bốn câu thần chú bốn câu thần chú là pháp môn thực tập mà bất kỳ ai cũng có thể làm được kể cả trẻ em những câu thần chú giúp ta làm lớn mạnh khả năng lắng nghe sâu và khả năng có mặt trong mối quan hệ giữa mình và người mình thương thần chú là một công thức thần diệu có thể chuyển hóa tình trạng ngay lập tức mà không cần phải đợi thêm một giây phút nào cả điều kiện làm cho sự thực tập này có hiệu quả tốt là chánh niệm và chánh định không có hai yếu tố này thì thần chú sẽ không linh ứng sẽ không có hiệu quả để thực tập những câu thần chú này điều quan trọng là ta phải làm lắng dịu những suy nghĩ cho tâm tư định tĩnh và tạo không gian thoáng rộng trong lòng nếu không thì ta không thật sự có mặt cho người khác duy trì sự định tĩnh và không gian ngay cả khi người khác trả lời mình đặc biệt là khi thực tập câu thần chú thứ ba và thứ tư nếu người kia muốn nói điều gì thì phải đảm bảo là ta đang theo dõi hơi thở đang lắng nghe một cách trầm tĩnh và kiên nhẫn mà không phán xét không phản ứng khi thực hiện câu thần chú thứ tư ta sử dụng sự trầm tĩnh bên trong cùng với những lời nói đã được chọn lựa kỹ càng để mang lại sự trị liệu hòa giải và cảm thông ta tạo không gian bên trong cho chính ta và hiến tặng không gian cho người khác câu thần chú thứ nhất là mẹ ơi con đang có mặt cho mẹ đây hoặc là em ơi anh đang có mặt cho em đây khi thương ai ta muốn hiến tặng những gì đẹp nhất của ta cho người đó đó là sự có mặt đích thực của ta ta chỉ có thể thương yêu khi nào ta có mặt thực sự chỉ nói lên thôi thì không có kết quả chúng ta phải thực tập có mặt cho chính ta và cho người ta thương bằng hơi thở chánh niệm bằng bước chân thiền hành hay bất kỳ pháp môn thực tập nào giúp ta có mặt như một người tự do trước hết hãy sử dụng câu thần chú này với chính bản thân mình trở về với chính mình chế tác năng lượng trầm tĩnh và tạo không gian trong lòng cho phép ta thật sự có mặt cho người kia và nói lên một câu thần chú một cách thành thật câu thần chú thứ hai là mẹ ơi con biết mẹ có đó nên con rất hạnh phúc hoặc là em ơi anh biết em có đó nên anh rất hạnh phúc thương nghĩa là công nhận sự có mặt của người ta thương câu thần chú này chỉ có thể thực hiện được khi ta đã thực tập câu thần chú thứ nhất chỉ khi nào ta có mặt một trăm phần trăm ta mới có thể nhận diện sự có mặt của người kia một cách trọn vẹn và người kia mới cảm nhận được tình thương chân thật mà ta dành cho họ nếu có mặt thật sự và có chánh niệm, ta sẽ có khả năng thấy được khi nào người thương của ta đau khổ. Lúc đó, ta thực tập có mặt sâu sắc và trọn vẹn, rồi đến bên người đó và đọc lên câu thần chú thứ ba. Mẹ ơi, con biết mẹ đang khổ đau nên con có mặt đây cho mẹ. Hoặc là em ơi, anh biết là em đang khổ đau nên anh có mặt cho em đây. Khi khổ đau, người ta muốn người mình thương biết là mình đang khổ đau điều này rất con người và rất tự nhiên nếu người ta thương không ý thức hoặc không biết là ta đang đau khổ thì ta lại càng khổ hơn vì vậy sử dụng câu thần chú này để nâng cao ý thức của mình và khi người kia nhận ra là ta biết được họ đang khổ đau thì nỗi khổ của họ sẽ dơi đi rất nhiều cho dù ta chưa làm gì cả mà người kia cũng bớt khổ đi rồi câu thần chú thứ tư có lẽ ta sẽ không sử dụng thường xuyên nhưng sẽ rất mạnh khi ta cần dùng nó ta thực tập câu thần chú thứ tư này khi chính ta khổ đau đặc biệt là khi ta tin rằng nỗi khổ của ta do người kia gây nên khi người kia chính là người ta thương yêu nhất thì ta càng khổ đau hơn vì vậy ta đến bên người ấy thiết lập chánh niệm chánh định trước mặt mình và phát ra câu thần chú thứ tư mẹ ơi con đang khổ mẹ giúp con đi hoặc là em ơi anh đang khổ em giúp anh đi điều này hơi khó nhưng ta có thể làm được chỉ cần một ít luyện tập thôi